Đừng nói khi yêu bị chê nhưng vươn lên dẫn đầu rating truyền hình cả nước, vượt cả phim Đừng Là Mẹ Cáu, với chính Thùy Anh khiến khán giả quay xe, vợ mối phim Việt, bản tin phim truyền hình và các ngôi sao phim giờ vàng. Cái gì đó bà nội? Đừng Nói Khi Yêu là bộ phim giờ vàng đang nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo khán giả truyền hình vào mỗi tối thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3. Theo bảng xếp hạng rating các phim, chương trình truyền hình cả nước, Đừng Làm Mẹ Cáu sau vài tuần liên tiếp có tỷ suất người xem cao nhất đã nhường chỗ cho Đừng Nói Khi Yêu. Hiện tại đây là bộ phim xếp top 1 rating. Hãy cùng tôi đặt lên bàn cân hai bộ phim này dưới góc nhìn một khán giả truyền hình nhé. Về nội dung, Đừng Nói Khi Yêu đến thời điểm hiện tại không hấp dẫn và thú vị như Đừng Làm Mẹ Cáu. Thậm chí, các nhân vật trong Đừng Nói Khi Yêu còn khiến khán giả phản hồi tiêu cực khi có tính cách, cư xử lố bịch. Đừng Làm Mẹ Cáu có thể đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ vui vẻ đến cảm động rơi nước mắt xoay quanh những câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng. Trong Đừng Làm Mẹ Cáu, khía cạnh khai thác rất mới, dàn sao trong bộ phim có cả những gương mặt cũ và mới. Thế nhưng đây là dạng nhân vật mà họ lần đầu hóa thân nên như mang đến một màu sắc mới thú vị, đặc biệt là nữ chính Quỳnh Cun. Tuy nhiên, có nhiều lý do khiến cho Đừng Nói Khi Yêu vượt mặt Đừng Làm Mẹ Cáu, dẫn đầu rating. Đừng Làm Mẹ Cáu đã đi đến hồi kết qua phần cao trào nhất và khán giả đã tưởng tượng được số phận của các nhân vật sẽ như thế nào. Chưa kể những hình ảnh hậu trường bộ phim đã được các diễn viên cũng như ekip đoàn phim hé lộ trên mạng xã hội, khán giả dễ suy đoán. Trong khi đó, Đừng Nói Khi Yêu đang ở giai đoạn cao trào, tâm lý các nhân vật đang có những thay đổi mang tính bước ngoặt. Cao trào nhất trong những tập đầu của bộ phim này có lẽ là tập phim nhân vật trang bị lộ bộ mặt thật. Chính vì quá yêu tú mà cô đã dàn dựng cảnh bạn trai mình cùng bạn thân trong nhà nghỉ để làm xáo trộn mối quan hệ, thế nhưng đã bị phát hiện, Trang xấu hổ và bỏ đi. Trước đó, nhân vật này cùng tình tiết phim khiến khán giả khó chịu khi liên tục kiểm soát người yêu trong khi chỉ vừa mới quen. Nhân vật Tú trong bộ phim cũng đang có sự quyết tâm trong việc lập nghiệp, việc anh mâu thuẫn với gia đình bỏ nhà ra ngoài ở, cho đến việc chị Đường quay xe chuyển sang đầu tư trở thành đối tác làm ăn, là những bước đệm phát triển sự nghiệp cho Tú. Lý do lớn nhất khiến khán giả từ phản hồi tiêu cực đến yêu thích bộ phim Đừng Nói Khi Yêu, theo tôi đó là sự thay đổi tâm lý nhân vật của nữ chính Phương Ly cùng chuyện tình của cô ta. Phương Ly trong những tập đầu tiên hiện lên là một cô nàng cá tính, bướng bỉnh, thậm chí có những lúc có hành động thái quá theo bản năng, thiếu suy nghĩ. Chính vì thế mà nhiều khán giả đã quay lưng, chê bai cô nữ chính này. Trong những tập gần đây, Phương Ly đang dần thay đổi từ tâm lý đến cách cư xử với những mối quan hệ, từ gia đình đến công việc. Đối với Tú, sau câu chuyện của Trang, Ly ngẫm nghĩ và dần giữ khoảng cách với cậu bạn thân để từ đó hai người có không gian riêng hơn, chứ không cặp kè như hình với bóng trước đó nữa. Càng về sau, Phương Ly khiến khán giả dần quay xe, có cảm tình hơn vì cô đã biết điều, biết suy nghĩ hơn nhiều rồi. Từ một cô nàng nông nổi, Ly đã có thể cân đo đong đếm trước khi đưa ra quyết định. Cách Ly cư xử với Quy cũng cho thấy cô đã động lòng sau sự quan tâm nhiệt tình của anh chàng này rồi. Còn với Quy, sau thời gian tấn công liên tục, khi thấy Ly đã để ý tới mình, anh chàng doanh nhân trẻ chuyển hướng trở nên lạnh lùng. Điều này khiến cho Ly có chút buồn, đánh vào tâm lý cực mạnh. Đó là điều khiến khán giả thú vị khi theo dõi bộ phim này. Bên cạnh đó, ở giai đoạn cao trào, Đừng Nói Khi Yêu có thêm nhiều nhân vật tạo nên những tình huống phim hấp dẫn qua lối diễn xuất chân thật của dàn diễn viên trẻ. Cùng tiếp tục theo dõi để bàn luận về bộ phim này nhé các bạn. Theo dõi Vợ Mối Phim Việt để cập nhật thông tin về các phim truyền hình và cuộc sống các diễn viên sau màn ảnh.